và chọn. Còn nếu như quý không thích da cá sấu như vậy thì mình có thể chọn qua da Epsom, da Togo, da đà điểu, vân vân. Những cái da nhập từ các công ty chuyên thuộc da thì nó sẽ chọn cho quý khách chọn lựa màu sắc và hoàn thiện sản phẩm. Như ở những clip trước đây, Kỳ Lân đã từng review những phiên bản đặc biệt khác về chiếc điện thoại iPhone bằng vàng khối. Thì đó là những phiên bản như là full vàng hết tất cả những chi tiết sườn, tất cả những chi tiết kim loại là được sử dụng bằng vàng nguyên khối AU750. Và luôn cả phần lưng này Kỳ Lân cũng đúc bằng vàng luôn và nguyên khối hết. Và Kỳ Lân có làm thêm thiết kế cái logo cho khách hàng hoặc là những biểu tượng, những biểu trưng đặc biệt của khách hàng yêu cầu, Kỳ Lân cũng đã làm theo rồi. Đối với chiếc iPhone thì kiểu dáng đã như vậy rồi. Còn về thiết kế, về chi tiết khác nhau thì do cảm nhận của mỗi người. Và có rất nhiều khách hàng thích full cái bằng vàng, nhưng cũng có những quý khách thích đơn giản hơn một chút.